Chào tất cả mọi người, mình là Đức Thư và chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Thì trong khá nhiều những cái video mình quay chia sẻ về vùng quê Nhật Bản ấy, thì có khá nhiều người đặt ra cho mình câu hỏi ấy, lý do tại sao ở vùng quê Nhật Bản lúc nào cũng sạch sẽ và vắng vẻ đến như vậy. Thì ngày hôm nay mình muốn làm một clip, mình dẫn mọi người đi khám phá vùng quê Nhật Bản ấy và dẫn mọi người đi giải thích lý do nhá. Ở phía đằng sau mình đang quay cho mọi người xem ấy, thì là có một ông cụ đang dắt chó đi dạo đây. Konnichiwa. Đây quay cho mọi người xem con chó này, con chó mông này. Kawaii. かわいい。あ、かわいいね。かわいいね。え、どこから来てらっしゃるんですか?えっと、ベトナム人です。あ、あ、そう。はい。なんか撮ってるの?えっと、ニホンノ生活。あ、ニホンノ生活。えっと、マカリ。あ、そう。えっと、マカリ綺麗ですから。今まで、もうすぐ5年間。5年。はい。4号ちょっとセリアスだけ。ちょっと。えっと、仕事が忙しいから。うん。あ、仕事ね。はい。えっと、私の会社はベトナム人が多いから毎日ベトナム語で。はい。日本語があまり近くはないから。でもすごいじゃないですか。うん。まあ、またね。はい。うん。撮っていってください。はい。ま、cô đang đi gặp mình là hỏi nói chuyện. Đây các bạn xem này. Đấy. うん、可愛い。可愛い。うん、可愛いね。ありがとう。はい。ありがとう。はい、 con chó đẹp lắm mọi người. Đấy các cụ ngày nghỉ là dắt chó đi dạo thôi. Hey, bye bye. Từ nãy giờ mình gặp khoảng độ 4 năm ông bà cụ ra chó đi dạo rồi. Con chó bông của bà cụ vừa mình quay cho mọi người xem ấy, khi mọi người mua ở bên Nhật ấy thì nó có giá khoảng độ vài chục triệu đến 100 triệu trên một con. Đại khái là mình thấy người cao tuổi ở bên vùng quê Nhật Bản ấy họ cũng rất thân thiện. Họ bắt chuyện, họ nói chuyện ấy, mình thì mình tiếng Nhật không nói được nhiều cho lắm ấy, mình cũng chỉ nói đơn giản thôi. Cũng không chần chừ gì thêm, ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá vùng quê Nhật Bản ấy và giải thích lý do tại sao nhá. Và đây chính là những cái kiến trúc nhà của người dân ở đây này. Mọi người nhìn xem này, nhà họ xây rất là đẹp luôn. Ở vùng quê Nhật Bản thì đa số mọi người đi ấy, mọi người gặp những người cao tuổi, các ông, các cụ là chính nhá. Người trẻ tuổi người ta rất ít khi sống ở quê. Thì như hồi trước ấy, mình cũng đã từng chia sẻ ấy, thì là ở bên Nhật ấy, thì khi mà con cái của họ đủ 18 tuổi thì họ sẽ ra sống tách riêng nhá. Họ có thể lên trên phố lập nghiệp, hoặc là họ lên trên phố, họ học cao đẳng, học đại học, họ học cao lên ấy. Đại khái là họ không sống cùng bố mẹ. Mà một khi họ ra đến ngoài rồi ấy thì họ sẽ sống tách riêng, họ ít khi về quê thăm bố mẹ ấy. Thì hầu hết ở các vùng quê thì là toàn các ông, các bà, các cụ là chính, có nghĩa là bố mẹ của họ đấy. Dẫn mọi người đi từng cung đường ngõ ngách nhá. Thực ra thì những cái vấn đề này ấy thì mình đã từng chia sẻ cho mọi người rất nhiều lần rồi. Nhưng bởi đây là một cái video giải thích ấy, nên là mình lại nhắc lại để cho những người có thể là chưa biết thì mọi người cũng có thể là hiểu hơn. Đi từng cung đường, từng ngõ ngách mọi người có thể thấy này. Từ kiến trúc nhà này, đường xá của họ rất là sạch. Hầu như là mọi người đi trên đường của các vùng quê ấy, thì rất ít khi mọi người thấy rác. Như kiểu là các túi bóng này, rồi là các cái vỏ kẹo, vỏ bánh mọi người đáp ra ngoài đường. Giấy tờ vụn nhá, hầu như là không có đâu. Bởi vì là những cái thứ mình chia sẻ cho mọi người ở đây ấy, thì dành cho những cái người mà đang ở Việt Nam, các bác, các cô, chú ấy, đang ở Việt Nam mà chưa có điều kiện sang Nhật. Đấy mọi người thấy không? Ông cụ đạp xe này, bà cụ đang đi bộ đi dạo đây. Những các bạn trải nghiệm thực tế ở bên Nhật ấy, thì các bạn sẽ biết những điều này. Còn đây là mình quay để chia sẻ cho những người ở Việt Nam, rồi là những cái bạn mà tương lai sẽ và sắp đến Nhật ấy, mọi người sẽ hiểu hơn. Mùa này ở bên Nhật ấy cũng đang là mùa hoa mơ mọi người ạ. Mình quay cho mọi người xem này. Đằng trước có một dàn cây hoa mơ đang là trắng rộ kia. Đây là một chiếc xe buýt nhá. Chiếc xe buýt này thì nó chạy quanh vùng quê. Đại khái là đi từ vùng quê này sang vùng quê khác để đón khách, đón mọi người lên các cái nhà ga hoặc là các cái trung tâm thương mại nhé. Mình thấy có một điều đặc biệt đấy, ở vùng quê Nhật Bản ấy thì bất kỳ một vùng quê nào, những cái cung đường to ấy thì người ta đều làm vỉa hè. Làm vỉa hè để cho người đi bộ, để cho xe đạp đi ở trên vỉa hè thế. Còn các cái cung đường ở phía dưới ấy là dành cho ô tô chạy ở chính. Nhưng ở vùng quê thì là ô tô chạy thì thực ra là thi thoảng có con thôi, nó không chạy nhiều như trên phố. Đây này, đằng trước mặt mình đang quay có một em học sinh mặc đồng phục đi học về kia, đi bộ về nhá. Học sinh tiểu học bên này là đi bộ đi học. Thường thường là từ nhà đến trường ấy thì cách khoảng phạm vi khoảng độ vài ba cây nhá. Và ở phía đằng trước mình đang quay kia chính là cây hoa mơ kìa. Dẫn mọi người đến quay nhá. Đấy, đây chính là đồng phục học sinh tiểu học ở bên Nhật Bản đấy. Từ mùa hè đến mùa đông là mình thấy mặc đồng phục rất là nhiều. Bên Nhật Bản thì cứ đến tầm tháng 3 là mùa hoa mơ. Và đến tầm giữa tháng 3, tháng 4 ấy là bắt đầu hoa anh đào lở nhá. Hoa mơ tàn thì bắt đầu là hoa anh đào sẽ lở ra. Đây này, cây hoa mơ lở rộ luôn này, mọi người nhìn thấy không? Thì từ đến giờ ấy là mình cũng dẫn mọi người đi khám phá được một số cung đường rồi. Thì ngay bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người lý do tại sao ấy mà các cái cung đường ở Nhật Bản ấy lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng lên như vậy.
Thực ra thì phần chính ấy là do ý thức của từng cá nhân, của từng người một. Còn chung ở bên Nhật ấy thì về cái phần phân loại rác ấy, người ta phân loại rất tốt. Các loại rác cháy được này, rác không cháy được hay là rác có thể tái chế ấy, thì người ta đều phân biệt riêng và có những cái ngày đáp rác riêng. Ví dụ như ở tỉnh của mình ấy, như cái nơi mình đang ở đây thì là từ phạm vi từ thứ hai đến thứ năm ấy, hai sáng hôm đấy ấy, là sẽ là đáp rác cháy được. Còn những cái ngày còn lại ấy, là đáp những cái loại rác không cháy được hoặc là rác có thể tái chế hoặc là rác không thể tái chế ấy, thì tất cả đều đáp riêng. Có nghĩa là người ta đều được dạy từ khi mà người ta còn nhỏ ấy, có nghĩa là người ta không đáp rác bừa bãi. Tất cả các rác ăn uống xong ấy thì người ta đều đáp đúng nơi quy định. Thì mình cũng hy vọng là những cái thứ mình chia sẻ đây ấy, thì ở Việt Nam mình trong tương lai tới ấy, thì tất cả mọi người sẽ đều làm được những cái thứ như vậy. Nếu mọi người làm được những thứ như vậy ấy, thì tất nhiên là Việt Nam mình sẽ không khác gì Nhật Bản cả. Ở một cái vùng quê như này ấy, thì ở ngay phía trước mình đang quay cho mọi người xem kia thì là một cái cửa hàng, một cái quán chuyên về cắt tóc nhá. Xung quanh thì các cái cửa hàng tạp hóa, các cái quán xá thì không có, nhưng mà có một cái cửa hàng cắt tóc bên đây. Thì mọi người cắt tóc thì mọi người đến đây nhá. Đây này, không có diện tích, đâm ra là bãi đậu xe ô tô không có. Thì mình không biết là người ta đến đây cắt tóc ấy thì người ta sẽ đi bộ đến hay làm thế nào. Beauty Salon Michio nhá. Ở bên vùng quê Nhật Bản không những là vắng vẻ ấy, mà nó còn yên tĩnh một cách đến lạ thường luôn. Vắng vẻ bởi vì là người ta không ra đường, còn yên tĩnh ấy bởi vì là không có tiếng đài, tiếng loa, tiếng nhạc nhẽo phát ra phía bên ngoài. Bên Nhật Bản ấy thì mình thấy là người dân ấy thì nhà nào nhà đấy là nghe nhạc đủ nghe, xem tivi đủ xem thôi. Âm thanh người ta không bao giờ bật to để làm phiền dây hàng xóm nhé. Như bên Việt Nam mình ấy có thể là hát karaoke này, bật nhạc sàn, nhạc remix, nhạc vàng ấy, là volume bên cỡ ấy, là bên hàng xóm cách khoảng độ vài 300 mét vẫn nghe thấy ấy. Nhưng mà bên Nhật thì là không có tình trạng như vậy nhá. Vì là nhà bên Nhật ấy thì người ta làm bằng gỗ hoàn toàn ấy, cách âm của họ rất là kém. Đâm ra với cái việc mà nghe nhạc ấy, chỉ cần mình nghe nhạc ấy là bên hàng xóm nghe thấy ấy, bật nhạc to quá hoặc bật tivi to quá ấy, mà ảnh hưởng đến người ta ấy, là người ta sẽ gọi cảnh sát đến. Ở bên Nhật thì cũng có rất nhiều vụ rồi, những cái người Việt Nam mình đến Nhật đây hoặc là những cái người nước ngoài khác ăn uống nhậu nhẹt xong là hò hét này, bật nhạc to ấy, là những cái người hàng xóm người ta cảm giác khó chịu ấy, là người ta báo cảnh sát đến. Là cảnh sát người ta không phạt gì cả, nhưng mà kiểu người ta nhắc nhở mình ấy. Thì tất cả những cái thứ vừa mình chia sẻ cho mọi người ấy, thì đó chính là lý do khiến vùng quê Nhật Bản ấy cảm giác lúc nào cũng yên vắng và tĩnh lặng. Mọi người có thể thấy này, hầu hết là các nhà dân bên đây ấy, thì những cái nhà nào mà có diện tích đất ấy, thì người ta đều tận dụng để người ta trồng cây cảnh mọi người nhé. Trồng cây cảnh hoặc là trồng cây bonsai hoặc là các cái cây gì đó, nói chung là đại khái là có một chút màu xanh nhá. Thì vẫn như những cái câu mà mình từng chia sẻ thôi, những ai mà thích sống bình yên tĩnh lặng ấy thì về các vùng quê Nhật Bản, còn những ai mà thích sống tấp lập sôi nổi ấy thì lên trên phố nhá. Mình thì mình đã từng đi rất nhiều các cái vùng quê ở các cái tỉnh thành của Nhật Bản rồi, thì mình thấy là đa số có một đặc điểm chung ấy là đều yên tĩnh và sạch sẽ nhá. Đây, đường dây điện này không khác gì Việt Nam mình luôn. Gọi chung là từ ngày mình mua được cái mic không dây ấy thì mình quay cái video rất là tiện. Khi mình đi ra ngoài quay quang cảnh này, quay trời gió hay là trời mưa ấy, nó cũng không bị tạp âm đấy. Mình đứng từ rất xa cách khoảng độ 200 mét ấy, mình vẫn thu âm được nhá. Đấy, quang cảnh chin chin cực kỳ đẹp luôn. Nhiều người xem qua video của mình ấy, mọi người mong ước bảo bao giờ Việt Nam mình mới được như Nhật Bản bây giờ. Thì tất nhiên là Nhật Bản người ta đi trước mình rất nhiều năm rồi, người ta mới được như này. Thì Việt Nam mình nghĩ phải mất một khoảng thời gian rất là lâu. Gọi chung là cái cuộc sống ở vùng quê Nhật Bản ấy, nó yên tĩnh, cảm giác là nó... mình không biết tả có gì. Thực sự là những cái hôm nào mà trời lắng lắng, gió gió này, đi quay video, quang cảnh rất là đẹp. Cảm giác có chút lắng phát là màu sắc nó sáng hẳn lên. Màu của mây trời, màu của lắng. Đằng trước mình đang quay cho mọi người xem đây. Ba người là ba con chó nhá, ba ông cụ là ba con chó đây. Đấy, đây là một cái thói quen người Nhật nhá. Cứ đến tầm chiều, tầm tối là người ta sẽ dắt chó đi dạo xung quanh. Konnichiwa. Bên đây lại có một ông cụ đang dắt chó đi dạo đây, của chó con này. Chó tuy nhỏ nhưng mà mấy chục triệu mọi người ạ. Ở phía đằng bên dưới đường ấy, người ta lắp biển báo đây, người ta ghi là cấm đắp rác nhá. Người ta cũng ghi biểu tượng này, những cây lon này, những cái vỏ giấy này, tàn thuốc lá này, chai nhựa này. Đấy, để bảo vệ được một cái môi trường xanh ấy thì là không được đắp rác bừa bãi. Các cái cung đường này cực kỳ sạch sẽ luôn. Từ nãy giờ ấy là mình dẫn mọi người đi bộ đi dạo, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi dạo khám phá bằng xe máy nhá. Mình quay một chút quang cảnh cho mọi người xem. Cánh đồng ruộng lúa, cột điện, dây điện, nhìn không khác gì Việt Nam mình luôn này.
nhìn từ phía xa thì không ai bảo đây là Nhật Bản cả. Hầu như là giống. Phía đằng trước mình có một cây cầu và một con sông nhá. Đằng trước người ta cũng ghi là 5 km là công trường nhá. Phía đằng bên đây là sông nước nhá. Sông nước này đến mùa hè ấy, thì người dân người ta ra câu cá nhiều lắm mọi người ạ. Người ta làm rất nhiều các cái bè để người ta đứng ở bên rìa người ta câu cá đây. Nhưng mà do này mùa này mùa đông ấy, người ta không câu này. Đang đi ra đến sông ấy, mình phát hiện là ở dưới sông này có ai đấy đáp cái máy gì đây, máy điều hòa hay cái gì đây. Mình xuống quay cho mọi người xem nhá, xem là cái gì nào. Giờ mình mới để ý ấy, là cái cây cầu hiện tại người ta đang sửa nhá. Người ta đang ốp ráo về người ta sửa lại đây. Không biết là sửa cái gì. Và ở dưới đây là cái máy gì đây này. Không biết là điều hòa, tủ lạnh, tivi gì đấy. Bên Nhật thì như mình từng chia sẻ ấy, là khi người dân ấy, người ta muốn đáp những cái đồ điện tử như gọi là tivi, tủ lạnh, máy giặt đấy, thì người ta phải mất rất nhiều phí để nhờ người ta đến đáp, hoặc là phải trả phí cho cái bên đáp rác ấy. Đâm ra là có nhiều người dân ấy, người ta sợ mất tiền vứt rác ấy, đâm ra là người ta đáp những cái đồ điện tử đáp ra ngoài sông, ra ngoài suối hoặc là ra ngoài bờ mương đấy. Không chỉ có riêng cái máy này ấy, mình phát hiện bên đây này, bên đây người ta còn đáp một cái lồ cơm điện đây. Lồi cơm điện Nhật này, không biết đáp từ bao giờ. Đây này, bụi bẩn đây này. Đáp nguyên cả lồi cơm, nguyên cả dây điện ra nhá. Lồi cơm điện thì biết rồi, nhưng mà cái này là cái máy gì mình không rõ này. Mình nhìn 4 chiều rồi mà chưa biết là cái gì, mình sẽ lật lên nhá. Ai chà, một cái lò vi sóng mọi người ạ. Đây, lật lên mới biết đây. Lò vi sóng mà không biết là hỏng hay là cái gì ấy, người ta đáp ra đây đây. Đây, lò vi sóng nhá. Lò này về Việt Nam mà sửa đi dùng tốt. Bên Nhật thì những cái đồ điện tử này ấy, thì người ta không dùng được nữa, là người ta cũng không mang sửa đâu, bởi vì là không có nơi để sửa. Bên Việt Nam mình thì là rất nhiều quán sửa chữa đồ điện tử ấy, nhưng mà bên Nhật thì là một khi mà sửa ấy, thì phải mang đi xa, mà phí sửa cũng rất là đắt. Nên là người dân người ta lựa chọn cách là hỏng là đáp, mua đồ mới. Kể cả là bên Việt Nam mình ấy, những cái đồ điện tử này nếu mà không sửa được ấy thì cũng mang bán giặt vụn là ra tiền. Nhưng mà bên Nhật thì cho chẳng ai lấy mà bán chẳng ai mua. Người ta chỉ chọn cách là đáp thôi. Đáp mà sợ mất tiền thì là phải mang ra ngoài sông, ngoài suối mà đáp thôi. Đấy. Nãy những cái cung đường, những cái căn nhà mình dẫn mọi người khám phá ấy, nó ở phía bên kia nhá. Hiện tại thì mình đang ở bên một ngôi làng khác, một bên khu khác. Những cái căn nhà bên kia mới bao nhiêu, hiện đại bao nhiêu ấy, thì những căn nhà bên đấy nó lại cháy ngược lại nhá. Bên đây rất nhiều những cái căn nhà cổ xưa, nó rất là cổ rồi, mà có nhiều căn nhà đang bỏ hoang rồi. Đây là một cái sự đối lập, một cái sự khác biệt hoàn toàn đây. Rất nhiều những căn nhà cổ, những căn nhà đã bị bỏ hoang. Căn nhà đắp bằng đất này chắc phải cỡ được khoảng độ 100 năm, hơn 100 năm rồi đấy. Đại khái là có những vùng quê ấy thì đổi mới hết rồi, nhưng mà những vùng quê thì vẫn giữ được nét đặc trưng những cái căn nhà thời xưa. Đây, ô tô bỏ hoang đây. Không biết còn mới hay cũ, nhưng mà bỏ từ bao giờ không biết này. Cây cối mọc trùm hết lên rồi. Thời lượng của video ấy mình cũng quay khá là nhiều rồi, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích ấy, thì đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.